Cũng trong sáng nay, công ty cổ phần dược Danafa tổ chức khởi công nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chúc mừng Danafa và cho rằng với liên tiếp các dự án khởi công tại khu công nghệ cao cho thấy các hoạt động sản xuất đầu tư tại Đà Nẵng đang từng bước khôi phục sau dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị công ty dược Danafa tập trung huy động nguồn lực, thi công dự án đúng tiến độ đề ra. Các ngành liên quan của thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ về các mặt để dự án triển khai, sớm đi vào hoạt động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao được xây dựng có diện tích 3 hecta, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,5 tỷ đơn vị phân liều một năm bao gồm các dây chuyền sản xuất với các dạng bào chế thuốc khác nhau và một trung tâm nghiên cứu phát triển hiện đại. Các dây chuyền sản xuất và trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn GMP châu Âu, dự kiến giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Đây là dự án sản xuất dược phẩm đầu tiên được xây dựng tại khu công nghệ cao Đà Nẵng bởi các doanh nghiệp dược Việt Nam.